Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp theo hướng áp dụng ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao là hành trang để nông dân tiến tới nền nông nghiệp bền vững, ổn định và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt là trong điều kiện sản xuất nông nghiệp cũng như sinh kế của người dân đang chịu tác động tiêu cực từ môi trường, thiên tai, dịch bệnh. Tại tỉnh Điện Biên, những năm gần đây, ngày càng nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao được người dân áp dụng và mang lại hiệu quả, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo tiền đề cho việc phát triển nền nông nghiệp 4.0 và hội nhập. Công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào trong lĩnh vực trồng trọt đã được ứng dụng và đang đem lại kết quả khả quan tại tỉnh. Điển hình là hộ kinh doanh Đào Huy Hùng, trú tại phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, với việc nuôi cấy và sản xuất thành công nấm đông trùng hạ thảo. Từ tháng 6 năm 2022, cơ sở này đã đầu tư xây dựng các phòng cấy nuôi tối, phòng nuôi sáng và các thiết bị như tủ cấy vi sinh, máy lắc giống, máy sấy thăng hoa. Nấm được nuôi dưỡng ở nhiệt độ khoảng 20 độ C, độ ẩm 80% trên các nguyên liệu như nhộng tằm, gạo lứt. Cả quá trình từ lúc chuẩn bị nguyên liệu đến cấy giống, nuôi nấm và sấy thành phẩm sẽ kéo dài hơn 3 tháng. Tháng 1 năm 2023, sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo dạng sấy khô của cơ sở đã được công nhận đạt 3 sao trong chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP và đang dần chinh phục thị trường. Thực tế về cái điều kiện nuôi trồng ấy, về cái đông trùng hạ thảo thì rất khắt khe. Trước tiên về cái mô hình đó, mô hình nó phải là mô hình khép kín. Bắt đầu từ khâu sản xuất, làm giống, cấy vi sinh, xong đến khâu ủ tối và kích sáng, khi ra cắt thì là đương nhiên là phải ra cắt phải một cái khu riêng. Xong rồi khi cắt xong thì là phải đưa vào máy sấy, mà máy sấy thì bây giờ phải là máy sấy thăng hoa. Thực tế là tôi nuôi trồng ở đây thì tôi thấy là rất phù hợp với cái điều kiện nuôi trồng ở đây. Cây lấm cho ra rất đẹp và lên rất tốt. Đối với gia đình ông Nguyễn Thế Mạnh, thôn 10, xã Sam Mấn, huyện Điện Biên, hơn 1,2 hectare trồng nhiều loại cây ăn quả như mít thái, ổi, bưởi da xanh, vải đang được sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm tự động. Theo đó, hệ thống đường ống nước được lắp đặt cố định dưới mặt đất. Chỉ cần mở khóa tại đầu bể là nước sẽ chảy đều đến từng gốc cây. Với chi phí lắp đặt khoảng 35 triệu đồng, sử dụng hệ thống tưới nước tự động này, ông chỉ mất khoảng 1 tiếng là vườn cây có đủ nước để sinh trưởng và phát triển, giúp giảm công lao động và mang tính bền vững lâu dài. Ở cái vườn này hiện nay là mất khoảng là cỡ 3 công, mà mỗi công hiện nay là 200 nghìn, là cái công lao động phổ thông. 200 nghìn hiện nay bằng là một đợt tưới hiện nay là bằng 600 nghìn một tuần, hiện nay tưới một lần. Nếu như thời cao điểm mùa mưa, mùa khô, thì tuần 2 lần thì thấy rằng là cái số lượng này là số tiền quá lớn. Thì sau khi là tham khảo và tôi thấy rằng hiện nay là hệ thống tưới thì hiện nay phải là suy nghĩ làm sao tưới để này, một là tiết kiệm nước, hai là đỡ được cái nhân lực. Hiện nay là cứ khoảng một tiếng hơn tiếng thì chúng tôi ra ngắt chỗ này là chuyển sang chỗ khác. Thì hiện nay là một là nó thẩm thấu đều, hai nữa là lúc nào cây cũng có độ ẩm. Trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều mô hình ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao được các hợp tác xã, doanh nghiệp, người dân đầu tư trong sản xuất nông nghiệp, như gần 5 hectare rau an toàn trong nhà lưới với sản lượng 84 tấn trên năm, trên 1.500 hectare lúa, rau màu, cây ăn quả và cây công nghiệp ứng dụng các quy trình sản xuất có chứng nhận Việt Gáp, hữu cơ, xây dựng mô hình tưới tiết kiệm cho một số cây trồng với tổng diện tích trên 750 hectare. Bên cạnh đó là các mô hình sản xuất nuôi trồng và chế biến nấm, nuôi tảo xoắn, trồng bí xanh trái vụ. Không chỉ đẩy mạnh phát triển, nhiều mô hình cũng tăng cường hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật để người dân dễ ứng dụng trong sản xuất. Cái hướng của Phú Mỹ thì bây giờ là giai đoạn này là trồng để nắm bắt về kỹ thuật và đồng nghĩa là chuyển giao công nghệ cho bà con nông dân. Và ngoài cái việc đó ra thì Phú Mỹ sẽ tìm tòi một số những cái dòng sản phẩm kế tiếp nữa để hướng dẫn cho bà con. Thế thì đây cái mô hình này là nó là cái điểm để gọi là hướng dẫn đào tạo thôi. Đấy. Sau khi mà chúng tôi làm xong cái này nó ổn định thì chúng tôi lại chuyển sang cây khác. Thì hiện tại là bây giờ như kể cả như là trồng bí bây giờ thì chúng tôi đang triển khai bắt đầu là nghiên cứu ngô. Bọn tôi sẽ sản xuất cả ngô giống nữa. Ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp có ưu điểm lớn là tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng, cho năng suất cao, thân thiện với môi trường, đồng thời giúp nông dân chủ động được kế hoạch sản xuất cũng như khắc phục được tính mùa vụ và cho lợi nhuận cao hơn. Vì thế, tuy số lượng, quy mô còn hạn chế, nhưng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang trở thành hướng đi đầy triển vọng của tỉnh. Đây chính là tiền đề quan trọng để các địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa và đặc biệt là đưa nông sản chất lượng của tỉnh vươn xa tới các thị trường ngoài tỉnh.